composite, đây gọi là phà composite, quá đẹp luôn, chọn vỏ mới luôn, 100%, phà bằng liệu composite. Anh Vũ, anh Ngọc Hiển ấy, anh Vũ? Kim 17 Tam Giang ha. À, vừa đánh quật thùng quẹt Ngọc Hiển. Chuyên về chạy máy bơm bình sình nghe năm. Anh chuyên về bơm bụng với xà lắp mặt bằng phải không? À. Bảo hành anh em lên là 20 công là 80 mét. Anh Vũ đó là 20 công ha. 20 công rồi đấy. Là dài là khoảng 800 mét. Này là đập hộp, đập hộp được không? Vui hộp. Đập hộp. Đập hộp, đập hộp. Bây giờ cái đầu máy nó không nặng là 190 lông kia sẵn. Là cái đầu máy không đúng không? Hít rồi. Đây, cái đầu máy không là nặng 190 lông kia rồi nghe bạn. Dí vậy. Ngay mình chào con nha. Các bạn mình trở lại xương tiện của bạn Hoàng Sang anh em. Xương Hoàng Sang chỉ lại chạy cây nãy quận Nam Căn tỉnh Cà Mau. Số điện thoại bên xương tiện của Hoàng Sang là số điện thoại 0944697303. Số này cũng đồng thời là số Zalo nha các bạn. Anh em và các bạn muốn mua đồ máy hoặc là gia công nhà cầu và dòng bùn máy sơn thì liên hệ trực tiếp với số của bạn. Số điện thoại 0944697303. Xương tiện Hoàng Sang ở chạy cây nãy Nam Căn Cà Mau. Hôm nay là bên Hoàng Sang mới vừa hoàn thiện xong hai cái bộ máy AD diesel D22 của anh chủ nha các bạn. Hôm nay mình mới vừa hoàn thành xong máy mới luôn. Hôm nay mình có quay video cho anh em xem tham khảo. Vô mùa sơn thì anh em đang lắp ráp với sửa chữa rất là nhiều máy sơn nha anh em. Hai máy này thì máy mới luôn, máy trong thùng, sang mới khui luôn ha. Anh Vũ là cho anh đang nghe cái điện thoại đó. Thì sau này khi nào mà anh Vũ anh sẽ test mấy cái máy này trực tiếp á, nếu mình có điều kiện có cơ hội thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Để trực tiếp cho anh em xem. Thì mấy cái máy D đang chạy. Thì mình cũng quay mấy cái máy xe rất là nhiều, mấy Kia, Mazda. Thì hôm nay là Hoàng Sang sẽ làm mấy cái máy D22. Còn mấy cái máy mà anh em muốn tham khảo mấy máy trước á, mấy Mazda hoặc là Kia 25 nữa, Kia 30 thì mình đã có rất là nhiều video test trực tiếp nha các bạn. Em các bạn muốn xem thì xem vô đó xem ha, để đường link cho anh em xem. Thì Hoàng Sang đang làm mấy cái bộ máy bùm bùm. Máy này máy mới. Đấy. D22 thì sao? D22 hả? D22 hai cái luôn ha. Hai cái D22. Máy mới rồi thôi. Máy trong thùng luôn phải không? Máy mới khui gà luôn. Trong thùng mới khui gà. Đây là của anh Vũ. Anh Vũ á, Ngọc Hiển á, anh Vũ. Kim 17 Tam Giang ha. À vừa đánh quật thùng quẹt Ngọc Hiển. Chuyên về chạy máy bơm bình sình nghe năm. Anh chuyên về bơm bụng với xà lắp mặt bằng phải không? Bảo hành anh em lên là 20 công là 80 mét. Anh Vũ đó là 20 công ha. 20 công rồi đấy. Là dài là khoảng 800 mét. Thì để có khi nào anh Vũ anh chạy cho khách rồi mình có cơ hội mình sẽ quan sang cho lên test những cái máy của anh Vũ chạy ha, cho khách đó, máy nào mà chạy dài dài đó. Khi nào có chạy vung nào không dài dài thì điện nghe anh Vũ. Không nào dài dài chừng 15 công rồi đó. Dạ. Vung nào mà tầm 15 công cái lên đó thì anh sẽ quay cho anh em xem. Vô mùa sang. Dạ anh lắp hai máy luôn ha anh Vũ. Hai máy luôn. Ba máy luôn ha. À, mà anh chỉ mới đề không có gì? Anh thích mới đề không có xe nha. Ba cái mới đề á. Đề 22. Hai dàn còn mới thì sao? Hai dàn còn mới hết luôn gì? Một dàn sửa lại phải không? À. Bữa nay là gấp hai cái máy mới luôn gì? Rồi. Có nhớ tập số không vậy? Anh đang gấp vô nghe bạn. Cần nhớ vô đi 22 thì giờ máy này là chạy hộp số đây ha. Chạy bùm bùm để tôi chạy cho con ơi.
cái phun này để mà nó mới hai cái máy mới anh em này, máy cái thùng nữa ha, D22 đầu này giờ anh nhiêu Vũ? Đầu này 13,5 hả? Đi hôm nay hoàn thiện luôn cả bản phà máy ống luôn, hoàn thiện 80 á. Anh mua phà mới luôn hả? Phà mới mới vậy. Anh Vũ nói là phà máy ống hả? Dạ, nhưng mà phà máy ống giờ khoảng 80 triệu. Trọng bộ luôn nha, mới hết 100%. Rồi, anh em mình cầm nhớ kìa ha. Đang ở xưởng tiền ngoài sang nha, đang mang mấy bạn lên lấy mấy cái bầu sên về máy với phà. Này đập thùng, đập thùng luôn không? Vui thùng, đập thùng, đập thùng. Bây giờ cái đầu máy nó không nặng là 195 kia vậy? Cái đầu máy không đúng ha, kíp rồi. Rồi cái đầu máy không là nặng 195 kg rồi nghe bạn, với dàn cầu dàn sên lên hết dàn chắc 400 kg rồi, trên à máy tầm biết là gì, là cái dàn sên mình tầm cộng trên 200 kg, trên 200 kg à, vì nói chung tầm là gần tầm số 50 kg hả, vì là làm hết máy với dàn sên này tầm khoảng 500 kg á. Đây, anh em đang chưa được một cái máy mới này nè, cái D22 nè, máy trồng thùng của ga luôn nha các bạn, D22 máy dầu dàn đồng, hai cái máy nữa thành thức với nhau để mình quay cái máy trồng thùng này nha. Đây, máy bên đây hai mươi hai rồi 157 kg, anh Vũ anh chạy mới mua chiếc phà mới luôn anh em, phà này bằng keo composite luôn đó, phà bằng keo composite. Thì cấp trước là anh em mình theo truyền thống là mình chạy bằng cái phà gỗ ha, phà gỗ phải không á, phà đó phà gỗ. Thì sau này là anh em nâng cấp lên là mình sẽ chạy bằng cái phà kiểu composite cái này nè, composite thì kích thước nó cũng giống vậy nha anh em, nó cũng giống như phà gỗ vậy đó, mình nghĩ nó sẽ mệt hơn nha, mệt hơn tại vì nó bằng composite thì anh em cũng dễ sửa chữa nữa, nó có nắp rồi hầm rồi đẩy ở trên nghe nè, máy rồi nói chung là nó tự tựa như là cái phà gỗ bên trong vậy đó, mà nó này bằng kiểu composite thì là mấy vỏ lãi mình nè, sau này có sửa chữa rồi đó anh em cũng sẽ dễ sửa chữa, dễ giá nè, phà bằng composite nhìn đó rất là đẹp, có lắp hầm lại hết luôn nha các bạn, hạn chế cho trời mưa vô ha, nhưng mà nó nhẹ đó các bạn, cái phà bằng composite tất nhiên nó sẽ nhẹ hơn cái phà gỗ này, anh em mình sẽ kéo nó rất là dễ, có nắp đầu lại chân luôn, phà bằng composite. Bộ bộ nóc hay bộ sắt vậy? Bộ nóc à? Bộ nóc. Công ty một mình nên no luôn rồi. Sang là gia cố những chi tiết cuối cho cái phà máy AD nghe nào, em hai. Cái gì? Nói gì? Ấy cái phà, cái phà có composite đó mình đâu có đẩy xe được hết ta? Cái phà có composite đó mình đâu có đẩy xe được hả? Hả? Được hả? À. Rồi, cái đó là tại đó mình làm lắp điện mình không có đẩy xe phải không? À. Nhưng mà mình đặt cái xe được nha. À. Là cái bà nãy mình quay là cái đó là chạy bố nè, là chạy bổ nghe nè, chạy bổ liền luôn, còn mà anh em muốn chạy mà có bánh xe đó thì bên cái hãng đổ là làm cái đường xuống mình gài bánh xe cho anh em. Máy hai cái máy mới hết, dàn cầu của nó là dàn cầu đại tu quá rồi sao,
Cái nhà cậu bên kia à? Cái này nhà cậu mới mà nhà cậu bên kia kìa. Mới đó. Ủa mới luôn đó hả? À hai bộ này là máy mới nhà cậu mới luôn nè. À hai bộ này là máy mới nhà cậu mới luôn anh em. Hai bộ luôn. Hai cái máy đi. Bữa mướn thêm lính rồi đi. Đợi bữa nên chết luôn rồi. Làm đồ lớn không mà có mình nên à. Thì bữa để bản tiễn Thảo đi. Sang. Chủ tiễn thêm Thảo đi. Có mình nên rồi. Bắn chết luôn. Gắn vào cái ống mũ này nè. Cái ống mũ đằng bơm nước cho. Nó là cái hệ thống bơm bằng bơm nước lên. Cái đầu bơm. Hai bên thì giống nhau hết nè. Hai bộ này mới hết. Bộ này với bộ đó thì nói chung là giống hệt nhau luôn, không khác gì. Đầu máy thì đầu máy đồn bộ luôn. Rồi mình sang gấp đồn bộ full luôn ha. Vừa đầu máy rồi vừa thằng cầu luôn đó, thằng cầu chạy máy kênh. Máy hệ máy dầu cái nè, máy dầu. Trong thời gian chờ đợi thì anh em đang ngồi ăn sáng nha. Anh em mới vừa dòng lên, vừa dòng phà lên. Chuẩn bị xuống. Nổ máy xong là xong ra vậy sao? Hả? Ổn xuống đây à? Sang này hàng những chi tiết cuối cùng nha các bạn. Nãy vô những chi tiết cuối rồi cái loại đẩy loại máy đê. Mình ấp vuông không ta? Đúng hả? Hợp vuông nghe nè, hợp vuông hết. Bình thường mình làm sẽ có V không. Mà này là sang ấp vuông ha, ấp vuông. Hợp xấu thì hợp xấu cho hàng đang đôi. Sang này hàng những cái món cuối nha rồi. Mà giao cho anh em, cho anh Vũ ở Tam Giang. Rồi đang khò nữa, đang gắn cái ống nước vô nha các bạn, cái ống nước bơm lên ha. Tại vì cái máy này là theo nguyên bản ghim đó là nó có một cái bình nước thì bình dầu ở trên, đó, bình nó đỏ đó. Mà đa số về 5 căn như Ngọc Hiển là anh em chạy rồi anh em sẽ tháo cả, tháo cái phần nó ra các bạn, tháo cái phần cái bình dầu với bình nước ra, anh em sẽ chạy gì nè, gắn hai cống vô, ống dẫn nhiệt nước vào, bơm lên đây. Cái nước đó là bơm nước lên, mình sẽ đặt cái đường ống xuống dưới nơi phà nó, rồi có cái lúc B, sẽ lúc B xuống dưới cái đầu bơm bên đây, bơm vô máy tầm mát máy à, tự tuần hoàn cái đó, nó sẽ nhanh hơn. Anh em đang là cái ống vô, chứ bình thường là cái bản ghim đó là nó có phần trên đó, nó có cái bình dầu với cái bình nước nữa ha, mà về đây anh em tháo cho nó gọn rồi, bỏ hết, làm gì đó liền cái đó, cái nước sẽ giải nhiệt trực tiếp với cái nhanh. Bị cúp, ở đây sao vậy? Cắt ngắn quá không? Ngắn quá rồi. Lấy cổ dây bóp lại. Màu bên kia màu sắc á sao? Màu bên kia màu sắc, màu bên này màu cái nắp nữa rồi. Màu bên cái nắp. Cốt ba lầm gì ta? Cốt ba lầm gì? Cốt quá? Lắp ba lầm. Còn cái... một lắp nhiêu? 60 hả? Một lắp 60. Cốt ba lầm. Ê, cái này dài mấy mét sao? 3 mét. Một 3 mét, dài 3 mét ha. Có đó là anh em có thiết kế một cái tay cầm cho nên mình chạy với sình đó, bông bùng mình dở tụt dần để cho nó dễ, còn nè mình kéo mình có xuống cũng được ha, có chữ T đang mình chịu đó, chứ thèm kèm theo là hai cái mũi sên, bộ là hai mũi sên, một mũi sên một mũi khóa. Đây, bộ mặt phía sau bộ cái nóc nha anh em ơi. Còn cái bầu bên kia là màu sắc ha, hai cái này thì giống hệt nhau luôn đó, hai bên giống nhau hết. Mình nên chết luôn rồi hả? Còn nguyên ông kia nữa chị. Rồi anh em đang chăm nhớt vô đang hoàn thiện con này trước nha anh em ơi. Con máy này trước, hai con này giống nhau hết nha.
hai máy mới hết, D22 dàn công. À này, mày cần cái làm cho nó chỗ này. Đây mình sẽ sơn bằng cái ống giải nha các bạn, giải. Giải này thì như là tấc rưỡi á, tấc rưỡi tấc tám vậy đó. Thì là máy đê là giải 800m nha anh Vũ. Anh Vũ chủ máy là báo là giải 800m nha các bạn, 20 con người đứng á. Cái vàng ống của anh Vũ nè. Ở phần đầu bầu đó là mình sẽ giải bằng cái ống thái nha. Đầu bầu mình sẽ bằng ống thái đó. Giờ anh có làm thêm mấy cái trái nổi nè, cho anh em mình chạy nổi là nó không bị dướng nha, kéo cái ống cho nó nhẹ. Cái phần là chỗ cái đầu bầu, đầu bầu mình sẽ gắn vô chỗ phần này là ống thái. Rồi anh sẽ có những cái phao đang nổi lên ha, cái này chuyên nghiệp nha, nó có mấy cái phao nổi lên đầu bóng làm từ mười mấy 20 mét nha anh em. Cái phần này nó giải cái nối vô nó chạy lên đầu trên không giải thì theo máy á, đa số là 1.5, 1.8 thì theo anh em sắp cái đua máy á giải. Em đang chờ lại máy đó. Thì anh trong này nè, và đó thì bà sẽ bổ. Còn anh em mà muốn chạy bánh xe thì bên cái hãng đổ người ta sẽ làm cái đường gầy cho anh em ha. Cái thả đó, hai loại, gọi là chạy bổ gì đó trực tiếp, gọi là chạy có bánh xe. Có bánh xe thì anh em sẽ thiết kế hai cái đường gầy xuống như là cái phà gỗ trong cái đó gì đó. Có hai đường gầy xuống đâu mình chạy bánh xe. Còn anh em chạy bổ máy, không có cần bánh xe. Một cái trong thì phà gỗ, còn ngoài là phà composite nha bạn. Phà composite. Anh em đang dùng mấy chiếc tích cuối của máy ha, những người bàn giao. Mình nhét được cái hệ thống bơm. Hệ thống bơm này nè, một cái ống thì mình sẽ đặt ở dưới cái đường của phà. Mình sẽ gắn cái lúc B vô, nó cái đường này ha. Sẽ gắn lúc B ở dưới phà cho lên, còn nó mới sốt lên. Cái của máy, là mắt máy ha. Là mình cầm vừa trong đó là nhét. Trong đó có mấy cái phốt nè, bơm nhét chạy nước tẩm nên nó có cái quạt ở phía sau đấu vô hộp số này nè, cái dịch Google 3 ha. Còn cái từ ở đây qua thì cái trục từ cái máy qua thì qua hệ thống nhông hộp số nó sẽ chuyển qua đây là chạy cái cốc lắp. Thì cốc lắp là mình cũng có làm cái thiết bị chặn cái đó ha, chặn đó rồi mình gia cố cái nền máy vô chiếc con ốc bạn. Máy này thì máy mới các bạn, mới 100% ha, máy mới. Còn một cái máy trong thùng nữa nè, nên là cua ra đang hồi bỏ vô cái nào bên đó. Nghe rồi, xe giao tới hai máy luôn nghe nè mày, hai cái máy đề hết luôn, từ máy hết. Nhằm là gắn với chân nền nhớ ha. Chuẩn bị ra là việc rung rung phải không? Vô dầu nghe nè. D22 rồi D25 hả sao? Không. Hả? 24 hả? 22, 24, rồi 28 đúng không? 28, 30. 53. Dùng máy thì nó giống nhau, mà nó có lòng bê tông thì lớn nhỏ rồi bạn. Chuyện nào giống hết. Chuyện nào giống hết mà Diễu có khác bê tông hay sao? Không. 28 khác rồi. 28 khác hả? 28 là cái nền nó lớn hơn hả sao? Thấp hơn hả? Thấp hơn này. Gửi về... 22, 24 là chung phải không? Nó có việc về sửa lại 24 chung. À 24 chung, còn 28 là trang báo là cái nền nó thấp hơn, nó khác hơn nha. Nó giống. Bỏ chảnh ra tự sửa luôn cái gì? Sửa rồi. Chứ năng chưa không đền đó mà. Ờ. Chứ con có gì phải không? Phần sau thì giống hệt rồi. Nó bị hơi xưa qua đây chứ. Vài bữa ta làm tăng đưa qua lại luôn. Được. Rồi hả? Yếu không? Chỉ lên xuống chứ qua lại ha. Đây nè, chuẩn bị xả dầu, chuẩn bị quay nổ cái con máy này nghe anh em. Đi hàng mai Giang Đông. Bữa nay không được đâu, nay giao lộn con gái nữa nè. Còn đi. Cái gì mà dữ trời. Cái này nó vậy.
ốc đúng mới được. Cái lúc đỏ rồi, lúc đỏ thấy rồi anh. Đang mồi dầu vô. Nó mới rồi các bạn. Nó mới. Đó. Đó. Một con mới gì? Mới mới chưa? Mới để nguyên cho mới mới đi cũng đi rồi đặt cái thùng mấy thùng luôn cái luôn để ông coi cái hàm chế cái bộ. Rồi tiếp tục khui con máy số 2. Cả hai máy đều máy hết, mới hết anh em ơi. Máy ra hoàn sang mới hoàn thiện xong cho anh Vũ đây. Vũ tiếp tục là một cái máy nữa. Cái máy này Vũ là khoảng 13.5 triệu. Đây hàng 2. Ông đó mình chạy ông tắt cái rưỡi tắt 8 giờ nhậu. Tắt rưỡi không? Không tắt rưỡi. Thì là ông ở dưới là chạy ông tắt rưỡi anh em ơi. Ông tắt rưỡi. Tắt rưỡi đúng vào game luôn á sang. Sang này làm cái bu lửa. Hiểu ngày chắc tới chiều luôn á sang. Nguyên cái thùng ga các bạn, thì một cái qua máy mới nha, thùng mới nữa sẽ bán vô dàn cầu. Anh Vũ anh em mua hai cái được, hai cái máy được, trên chạy tới hai cái. Khui thùng ga đó, một bộ như là một cái mũi sơn và mũi khóa, như là cái mũi này anh em đang gắn vô là có một mũi khóa các bạn, mũi nó có cái ngành ngành là mũi khóa. Cái mũi này là mũi sơn nè, mũi ông anh ông đang cầm là mũi sơn, mũi sơn thì nó sẽ có hai cái quấn nè là mũi sơn, còn mấy cái mũi ngành ngành đó là mũi khóa, thì một cái bộ là hai mũi ha, một bộ thì là hai mũi. Khỏi mấy công chờ đợi không? Đúng rồi đó, chứ mình chờ đợi đó, chờ đợi. Quay gì đó, chứ thà cái mũi sơn các bạn. Có bộ máy thì nó sẽ dồn hai cái bộ phận, hai cái mũi. Rồi sang là một mũi sơn và một cái khóa. Đó là anh em đang dặn mũi sơn. Năm sinh bột mũi sơn như mũi này ha. Sơn. Còn cái mũi khóa là nó sẽ có mấy cái ngạnh ngạnh này ha đây. Mình ngạnh nha. Vô tháo bò cứng rồi đó. Bò cứng mình chạy mũi kia. Con này sinh sơn là mình chạy mũi này. Mũi đó là cái mũi ngạc là biết có bạn mấy mươi mũi sơn. Một cái bộ máy hai rồi. Vũ anh mua tới hai cái luôn nha, hai cái đầu máy mới hết. Một cái đầu máy là anh Vũ anh mua khoảng 13.5 triệu anh Vũ. 13.5 triệu nha, cái đầu máy DM2 nha, dàn đồng, đó, 13.5 triệu. Máy về nó nguyên zin này, nó còn cái bộ phận bên dầu bên nước nha. Máy bên còn về là anh em về mình sẽ tháo ra hết bằng kiểu này nó gọn máy lại, còn anh em ở dùng trên thì đa số người ta xài như vậy ha, tại hai bộ phận là cái bên nước với bên gió đó. Nước với phần dầu cầm đây ha, máy mới mới khui thùng luôn anh em ơi, 100% luôn ha, máy mới. Con này thì sang mới khui rồi sáng nè, tối vừa là cầu cho anh được. Con này thì mới vừa khui ra luôn này. Máy là 157 kg, 157 kg là đầu máy anh em, cũng lượng khô đó, 157 kg nè, rất là nặng. Đầu máy với dàn cầu nó vô là hoàng sang báo là khoảng 400 kg trở lên nghe nè, nó tiêu cũng nhà cách tiêu nè, cái bồ sơn này khoảng 400 kg, còn nặng nó nè, 400 kg. Rất là nặng. Bây giờ nha mình chạy cái thà nó rất là lớn như chị nói nha các bạn. Rồi là nó sẽ rất là lắc này.
máy với giờ sơn là phải bốn trong ngoài chứ cho lên. Bộ này thì mình chạy ống 1,5 tấc. Đây là cái chỗ mình ga đây ha, cần ga mình đặt quạt lại mình sẽ lên ga. Những cái bộ này là số này nè, số lên số vô số với bọn ngon số đây ha. Còn cái này là cái cần ga, ga này mình lên ga, mình lên ga. Còn này là số ha. Máy này gì là gọi không chẳng? Chắc máy này xong rồi phải không? Máy này hàng bô, cái bô là xong đúng không? Hạ xuống luôn đi. Rồi gắn cái con mới kia vô kia luôn ha. Rồi bữa nay giao rảnh luôn hả? À, hôm kia đóng kịp nữa, mời chú. Có là bữa nay giao, giao có máy không phải không? Rồi, còn cái máy kia để lại mời có thà nữa. Máy bên kia chắc không có bánh xe quá phải không? Còn cái này không có phải không? À, có bánh xe là phía bên đó là cái hàng có mấy cái đường xuống này nè, nó có đường xuống bắt cái đường bánh xe đó bắt đó, còn bên đây mình thấy không có nè. Máy này thì anh chạy bộ máy không có bánh xe, còn máy bên đó thì có. Đây là cái trục gắn bánh xe vô nè, là cái trục này thì đang bánh xe rồi, bánh xe thì bánh xe có sẵn rồi, đó, bánh xe hai bánh. Sàn này gắn vô cái bô lửa, này có đổ turbo cho máy dầu không anh? Chi chơi là đổ luôn à? Đổ không biết chạy được hay không hả? Đổ chứ. Chạy như cái khói vậy à? Này làm cái bô lửa ra nghe nè, tháo cái bô ghim ra chạy cái bô lửa này. Hay giờ cái nóc này. Dạ, đấu cái bùa lửa vô cái máy đề 22. Đi xuống cái xe đó đó. Bùa này làm cái nóc luôn. Bắt cái bùa lửa vô nghe các bạn. Trước là cái nhỏ, nay nó bung bự ra chút. Trước vậy 4 năm rồi. Làm càng ngày càng làm càng ngày càng kinh nghiệm ha. Dặn vô đụng vô cái đó dặn đâu được, cái đó cũng cắn rồi để cái này để nó cắn khó làm không? Để cho dữ. Hai người ta hai lại cái nhỏ. Đây gắn vô cái alo. Lửa vô. Alo. Còn máy bên kia là cũng thẻ một luôn nha, hai máy cũng thẻ một luôn. Máy này 3 lít nhất hay nhiêu sao? 4 lít à. Máy gì là 4 lít nhất. Là ngồi cho tháo cái đó ra nữa, tháo cái bên nước với bình dầu ra nữa, cái nó gọn máy ha, làm cái cửa này luôn, làm cửa dùng gió trực tiếp. Rồi tháo ra. Tính làm gì? Quăng cái gì? Khui gù máy và cái bộ xít rất đẹp các bạn, có đây mấy cái này rất đẹp. Đó bằng mũ như là máy xe vậy phải không? Nó khít luôn à? Đó phải có bộ xít và là thì vậy nó dễ sửa chữa hơn là phà gỗ các bạn. Đó. Và trong và đời truyền thống mình là phà gỗ, sau này anh em nâng cấp lên là một composite luôn, nó nhẹ nhàng hơn. Với anh em mình
bể lũng cũng dễ giá nữa. Cái đó nhẹ nhàng đấy. Coi chừng 3 cái đủ luôn nghe bộ ơi, coi kỹ lại coi nghe. 3 cái đi, 3 cái. Nhiều khi nó sâu ở dưới á. Nó đóng đại, nếu mà đóng cái đó đóng tại từ dưới đóng đóng lên luôn. Cái gì vậy? Có cái có gì bắt cắt bỏ bằng lửa. Chỗ ấy nè bạn, đâu bên. Và composite. Rất là đẹp nha bạn, hầm. Rồi là 3 nắp hầm ha. Nắp ngang đó với nắp xuôi. Rất là đẹp. Pha này chạy rất là cái nam bền, vật liệu nhẹ nữa ha. Là như có composite, gọi là pha composite. Quá đẹp luôn. Chọn bộ mới luôn, 100%. Pha vật liệu composite. Số 2 đây nè. Nếu vừa vào chuyển xong con máy số 1. Còn Diogen DM2. Tiếp tục là con Diogen DM2 tiếp tục là gắn vô một cái dàn sơn nha nè. Đang làm dàn sơn. Đang làm hai dàn luôn nha nè. Hai dàn máy hết. Hai dàn combo 41. Hai dàn máy Diogen DM2. Đây nè, con mới vừa tháo cái bình dọn cái bình nước ra. Đây nè, bị cẩu vô đoạn đưa vô cái nồi máy. Bảo cũng dạng các bạn. Cái dạng đó thì các bạn sửa chữa lại tôi ha. Vô mùa sơn anh em sửa chữa lại tôi lại mấy dạng đó. Còn mấy dạng đó là bạn sửa chữa. Còn mấy dạng này thì dạng mới nha. 4 dạng, 2 dạng mới, 2 dạng cũ. Hết mưa, hết mưa là xuống cái này rồi. Nặng thà lên đóng vô là xuống rồi cái này đâu. Đóng vô gì cho nó chống cũng máy gì gì máy này vô lo cái gì ra được. Chưa dọn một dây vô nữa kìa. Tại ai? Nhấn lên. Nhưng mà bố cái chữ thập đó, đây là chữ bố ha. Đúng bài bản chân ha. Sang không gầy làm mới đê quen tay về đi kêu kia bằng ra liền ta. làm mới đê không gầy quen bài hay gì giờ kêu mấy kia cái đầu bài chết luôn vậy. Không gầy như quen cái hệ này ơi. Đầu quen rồi. Ngay cái kèo rồi. Giờ kêu mấy kia bằng chết liền chứ. Chữ thiệt. Cái đề 2 là 4D. Tại vì sì. Đồ 1 cái đó là anh 2 nó rẻ tiền. 2 là 4D cho mắt luôn. Mở bền không phải không? Mắt mở bền nó tăng dầu. Còn ok. 4D 84, 86 rồi đó. Đúng rồi. Chảy nó đạt hơn nữa. Cái kia nó sao này thay phụ tụng nó hơi khó phải không? Cái đúng không? Cái tư làm mình nước ngọt thôi, cái nước luôn. Chạy nước ngọt luôn à. Chạy cắt nước từ bọm nè. Sao mấy dầu không đổ cắt nước luôn anh Sang? Tốn cái một. Ê cái dầu này có cái nước cái ruột. Đổ được phải không? Không có đổ, nó có Gin. mới luôn á. Có nó luôn hả? Nhưng mà mình đa số mình chạy trực tiếp vô luôn ha. Xài lấy nước. Nó gồm gạo phải không? Tại có ngày nó nổi đâu. Đúng rồi, nóng. Anh mua bố nó sai lầm rồi đó. Rồi, mình gắn cái bố chữ thập vô cái máy. Rồi.
Dạ, ông quên quên YouTube. Dạ. Chị em nè. Em đang quay nè. Đi quay hai cái máy dàn đê mới. Đang hoàn hiện tại sử dụng còn sang nha. Hai cái đê 22. Có ngày có tháng mà có đét ngày luôn anh em ơi. Ngày sản xuất nè, tháng 12 2023. Còn mình đó như là tháng 3 2024. Máy sau 3 tháng à, máy nó mới hơn. Mới sản xuất thôi, nhưng mà hai máy này chỉ hệt nhau à. Cái đét ngày tháng không? Tháng sản xuất rồi. Tháng 12 2023. Tổng trọng lượng cái đầu máy là tính luôn các nước với cái bình dầu ở trên nó là 157 kg. 157 kg. Dạ phải, cũng nghe anh này. D22 ngày sản xuất là tháng 12 2023. Còn về bình bên đây hai máy mua chung một ngày một, nhưng mà cái đét nó khác nhau anh em. Thằng máy này mới sản xuất là vào tháng 3 2024 ha, tháng 3 2024. Tổng trọng lượng cái máy cũng là 157 kg luôn. Nam đang gắn giờ chút xíu nó sẽ hạ mấy con này xuống hết nè, vô mùa sên cho anh em đi cải tạo đi vuông. Mấy cái hầm ở trên là không có hệ thống gầy xuống à. Còn anh em mà chạy kiểu mà bánh xe là nó sẽ có hai bên, nó có hai đường gầy hai bên chạy kiểu bánh xe. Tài em mạnh em quá hả? Chứ phải cái dài thì khoảng 3 cái à. À nó cũng ngủ hơn nữa kìa. Đây phải cùng ngủ. Đây đó đóng vô cái phà. Cái bọc ngủ vô nha các bạn, bỏ máy xuống nha. Sàn ngoài cái bọc ngủ nè. Trơn cái trơn ấy. Nó chạy lên nhà xuống nó nhằn mà nó chưa làm cái đó nữa mà chỉ có mua cái mũ cái cây đó nó bắt rồi nó ấy keo vô rồi nó đổ keo vô rồi đổ máy xuống nha anh em ơi, cho nên về ha. Một máy đầu tiên, một máy kia thì cũng hình thức tương tự thôi. Hoàng Sang sẽ xong cái này thì Hoàng Sang sẽ làm sao. Phun combo bùng bùng của em ở cộng điểm. Anh em chạy cái phà là phà composite nha bạn. Để hạ xuống nha, phà composite. Đầu máy với dàn cầu này khoảng 400 ngoài ký nha anh em, rất là nặng nha. Cầu máy không là 160 ký, 157 ký như hết dàn là tổng trọng lượng của nó cũng khoảng 400 ký. Hộp số là 50 ký vậy. Hộp số còn 50 ký đó. Hộp số còn 50 ký anh em, rất là nặng. Số đạn đôi chính đạn này đang hạ xuống nha. D22 quay thằng ngang quay thằng ngang cho nó xuôi rõ cái phà đó không? Xuôi theo cái máy cái để ngang có không? Xuôi xuôi. Mở nó lên tiếp quay quay sang ngang luôn. Cái bầu anh đừng mở bầu, không bầu đi ừ.
dưới dưới quay sang ngang qua cái cầu á, cái cầu á, cái đuôi á. À, dướng 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 qua mắt kìa. Tha vô con lợn câu đó rồi, sẵn tha câu kia luôn. Bỏ vô. Câu kia luôn. Cho con bò vô cái tê này mà hạ xuống nghe vậy. Không em ở trên em có cái tê của hàng. Để lên trên luôn anh, để lên trên. Kéo lên trên đây, kéo lên trên đây luôn. Đúng rồi, kéo xuống như vậy. Ở nhà là chặn ai à. Kéo chiếc phà vô. Ba cái này cái kêu tiếp rồi, cái kia mình lên nè. Bạn dẫn không cho. Rồi, xuống. Chúng ơi, cái đầu vô cái nhằn lát kia sang ừ. Sau lưng á, ừ. Rồi, một con. Sát nhiếp. Một bộ lá hoàng thị xong. Rồi, của anh Vũ. Chọn bộ con D22 diesel 11. Cái phà là phà bằng composite nha các bạn. Phà composite. Chọn bộ cái bộ bằng cái nóc ha. Bộ mấy 100% luôn. Cũng mấy nóc. Ở cái gáp hàng là vững ghê không không? Ba người đứng vững chứ thiệt. Hết trách nhiệm về. Đây là toàn máy sơn không nha các bạn. Máy sơn và máy đê không à. Hai bộ mới về, hai bộ anh em đi lại sửa chữa ha. Đó. Một cái bộ này vừa xong thì một cái bộ kia cũng đang gắn vô cho khách nữa. Một cái bộ nó mới luôn mà cái đó thì màu sắc. Màu sắc nghe bạn, màu sắc. Cũng D22 luôn. Nhật đó hai bộ này mới hết, còn cái hai bộ này thì khách đang lên sửa chữa nha. Hai bộ này thì khách sửa chữa lại. Có kê rồi vô giống không? Kê giá trị gia tăng 10%. Có kê 10% giá trị gia tăng. Rồi sau một em rồi video hôm nay mình chia sẻ con máy D22 diesel bùm bùm của anh Vũ. Hai con anh em, hai con mới hết, hai con với anh em đang lên đây sửa chữa hai con máy để tôi máy cũ đó, anh em vô mùa sơn cải tạo. Hôm nay là toàn là máy D22 không các bạn, bốn cái, hai cái cũ hai cái mới. Lại là mình đang sửa đi ngoài sang ha, sang sẽ vô thêm một con máy này nữa, hai con nữa. Dự kiến hôm nay là buổi chiều hôm nay là sẽ bàn giao tiếp một con này với hai con máy kia cho khách nghe nè. Hết trơn tổng cộng là bốn máy, hai cái máy cũ và hai máy mới. Anh em đang chuẩn bị dùng một cái tạo thì anh em đang làm thợ máy sơn, chuẩn bị phục vụ cải tạo ao tôm với tập cho khách hàng. Anh em có nhu cầu xin giác đất cải tạo hoặc là bùng bùng thì mấy anh em này là sẽ là phục vụ nhu cầu đó các bạn. Anh em này đang là chạy gia công cho khách. Rồi, video mình cũng xin rút ra nha. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip sau nè. Rồi, từ ngày mình chào các bạn.